Ngày 16 tháng 2 vừa qua, các chiến sĩ trên khắp cả nước đã lên đường đi nhập ngũ. Trên khắp các trang mạng thì mọi người liên tục chia sẻ những hình ảnh bố mẹ, người yêu, anh chị tiễn nam thanh niên trong nhà lên đường vào quân đội. Và trong đó thì đáng chú ý nhất là hình ảnh của một cặp đôi trước khi chia tay. Cụ thể, hình ảnh ghi lại cảnh cô gái và người yêu tạm biệt khi nữ kia phải lên đường phục vụ quân đội. Vì thời gian khá gấp gáp, xe ô tô đã lăn bánh nên cô chỉ còn cách nhờ bạn thân chở bằng xe máy đuổi theo. Trên quãng đường thì khi gặp mặt nữ kia, cặp đôi chỉ biết nắm tay nhau nói lời tạm biệt. Sau đó thì cô và chàng chiến sĩ của mình còn trao nụ hôn ngay trước mặt rất nhiều người. Vì quá ngại nên sau đó cô nàng liền giơ tay lên che mặt cười ngượng ngùng. Khoảnh khắc đáng yêu này được chia sẻ rộng rãi trên khắp các trang mạng. Được biết thì trước đó cô gái trẻ cũng đã cùng gia đình tới sớm để tiễn người yêu lên đường, còn chụp ảnh kỷ niệm với bố mẹ bạn trai. Trên trang cá nhân của mình thì cô còn viết dòng trạng thái xúc động gửi tới chàng trai mình yêu. Em không dám hứa sẽ đợi được anh, nhưng em hứa sẽ cố gắng từng ngày. Em chỉ mất 2 giây để nói em đợi anh về, nhưng em phải mất 2 năm để chứng minh điều đó. Cuộc sống này anh đã gửi gắm một nửa cho Tổ quốc, một nửa còn lại anh gửi hết cho em. Dòng trạng thái thắm thiết của cô gái khi phải yêu xa khiến dân mạng không khỏi xúc động. Nhiều người cũng đã gửi lời động viên, mong rằng cô gái cố gắng chờ đợi. 2 năm nữa chàng trai sẽ về đoàn tụ cùng người yêu. Ai cũng hy vọng tình cảm của cặp đôi sẽ sớm ngày kết quả trái ngọt. 2 năm nghĩa vụ không phải là quá dài, cũng chẳng quá ngắn đối với những cặp đôi đang yêu nhau mặn nồng. Mong rằng thì các cô gái, chàng trai sẽ cùng nhau động viên nhau để hoàn thành nhiệm vụ thật tốt để ngày ra quân có thể về chung một nhà.